thực hiện cái thử thách đó chính là ăn hết một chậu mì tôm, có tổng cộng là 100 cái mì tôm đã được pha vào cái chậu này. Ok, bây giờ là không linh tinh nguyên thuyên nữa, tôi sẽ cố gắng ăn hết cái chậu mì tôm này. Đây là một cái thử thách mà rất là nhiều bạn đã đặt ra cho tôi, và tôi sẽ cố gắng ăn hết cái chậu này. Tôi không thể hứa trước là tôi ăn hết được không, bởi vì tôi cảm thấy cái chậu này rất là nhiều mì tôm luôn, vừa nhiều vừa nặng luôn. Cái chậu này nó phải nặng vào khoảng tầm 30 cân, nó ngứa lại hơn. Đây là tôi không biết tôi ăn hết được không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn được thì thôi sau đấy các bạn nha, chứ tôi không hứa trước. Chứ hứa trước mà không ăn được thì rất là thất hứa. Ok, bây giờ tôi sẽ thử sức mình xem là tôi sẽ ăn hết được bao nhiêu gói mì tôm trong đây. Thank you.
không thể ngờ được rằng là quá nhiều mì tôm như này, không thể ăn hết được. Bây giờ cảm giác tôi lúc này rất là lo, rất là lo cái khổ. Từ nãy giờ tôi ăn phải tầm 20-30 gói mì rồi, rất nhiều luôn, mấy tiếng đồng hồ về đã hết cả người. Không biết bao giờ mới ăn hết được đây. Ngồi ê hết cả mông, mỏi hết cả mồm, đau hết cả dạ dày nữa. Mãi vẫn chưa hết cái chậu mì để cho bạn nhìn. Wow. Vẫn còn nguyên chậu này thì ăn thế méo nào được. Thật sự là no lắm rồi. Rất là sorry các bạn vì tôi đã nhận lời thách thức này. Nhưng mà tôi không thể ăn hết được. Thật sự tôi không thể ăn hết được luôn. Nó rất là nhiều. Nó nhiều kinh khủng luôn. Cái này con mà bụng bò không ăn hết được. Đừng có nói là bụng người, nó thẳng luôn. Cái này con mà phải bụng, phải tầm, phải bụng kiểu là bụng trâu. Trâu cũng không ăn hết được. Bụng voi, voi cũng không ăn hết được. Cái này phải là ba bụng của con trâu thì nó mới ăn hết được. Chứ bụng tôi chỉ nạ được bằng đấy thôi. Không thể nạ như bây giờ là ăn vào như là chết. Thật sự là rất là mệt luôn. Cảm giác trong người giờ rất là đau đầu, chóng mặt. Bởi vì ăn quá nhiều vào người. Ok. Đây là bạn nào bắt chước tôi ăn nhiều này. Giờ tôi rất là buồn nôn. Giờ tôi rất là muốn ăn hết. Nhưng mà không thể ăn hết được rồi. Càng ngày cái chậu mì nó càng nở ra đấy các bạn gì đấy. Rồi, vào giờ tôi ăn hết được đây. Nhiều mì mãi đều luôn. Được hết rồi. Rồi. Tôi không ăn được. No lắm. Ok. Nên là sorry tất cả các bạn. Sorry tất cả các bạn. Bởi vì tôi đã không thể ăn hết được cái chậu mì này. Không thể ăn được nữa. Ăn nữa là chết. Ăn nữa là nổ bụng là chết. Nôn hết ra. Được rồi. Cái chậu mì này tôi để lại mấy hôm nữa. Chậu mì này tôi để lại ngày mai ăn sáng. Ok. Mỗi ngày làm vài bộ mì này là no ngay. Không ăn được nữa. Thật sự không ăn được nữa. Ok. Tôi không thể ăn được nữa. Không thể ăn được nữa. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.